bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần lái xe nữa. Cậu là người ngoài cuộc, tôi không muốn cậu gặp chuyện. Cô đã ép tôi vào tường rồi, cô muốn sao đây? Tôi muốn chính miệng anh nói anh thích tôi. Dù tôi phát hiện trên cơ thể của cô Kiều xét nghiệm đã thực tế nghiêm trọng ở nhiều mức độ khác nhau. Nhiều mức độ khác nhau? Bác sĩ, tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Trước tiên, đùi của cổ từng bị vật thể gì đâm xuyên qua dẫn đến chấn thương về cơ.